Dũng biết nghe xong chưa? Chưa anh ơi. Chứ 6 này đủ thì mình ghi lời khai của chủ nhà hay gì. Xong rồi. Tính mời đến phòng. Hả? Mời đến phòng. Hả? Chủ nhà. Nhà mới ghi một người mà bắt nhà mời đến phòng. Tôi vừa định. Tôi đã lập đặt chát. Đi mời bác về phòng được nhỉ? Ngày mai thì về phòng chúng nào cũng phải xong phòng. Xong phòng. Xong phòng. Ba là sao? Chân đi. Ba trước khoảng mẹ này 30 giây. Một phút.